Máy làm mát Daikyo model DK5000D to bát xe đưa luôn đấy. Tổng quan mặt trước có sẽ hướng dẫn sử dụng điều khiển bấm công tắc nguồn đây tốc độ gió làm mát nước hành dơ quạt xoay mát luôn. Ngăn để đá đây để nước đá nước đây. Có hai ngăn đối diện nhau ngăn nào được bên nào đấy đối diện nhau đây bên này nè để đủ nước lên dạ hai ngàn á, một ngàn máy trong kia là máy bơm, ừ. Máy bơm kia. Công tắc xả nước như thế này, nên có công tắc. Số của máy năm ngàn công suất điện áp bùn nước kích thước máy 650 400 tổng lượng 20 kg hiệu suất đây là phía sau. Bảo hình động cơ 2 năm này. Đây, điều khiển nó có chức năng từ bạn hướng sử dụng quán này to và trang dùng cái đại gia đình nữa.